Rạng sáng ngày 11 tháng 6, một nhóm đối tượng đi xe máy mang theo súng và các hung khí nguy hiểm tấn công, đập phá trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phòng làm việc của công an xã E Tiêu và E Ca Tua, huyện Chư Quynh. Vụ nổ súng của nhóm đối tượng này đã làm 9 người chết, 2 người bị thương. Ngay lập tức, Bộ Công an đã khẩn cấp chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ tổng lực triển khai truy bắt. Diễn biến đêm tấn công trụ sở. Khoảng 1 giờ sáng ngày 11 tháng 6, nhiều đối tượng bịt mặt dùng hung khí tấn công trụ sở xã E Tiêu và xã E Ca Tua. Các đối tượng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã E Tiêu sát hại thiếu tá Trần Quốc Thắng và đại úy Hà Tuấn Anh. Sau khi tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã E Tiêu, nhóm đối tượng di chuyển về hướng Ủy ban Nhân dân xã E Ca Tua. Trên đường đi, chúng tiếp tục xả súng, đâm chém khiến 5 nạn nhân tử vong, trong đó có bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã E Ca Tua Nguyễn Văn Kiên và chủ tịch ủy ban nhân dân xã E Tiêu Nguyễn Văn Dũng. Vụ tấn công tại xã E Ca Tua cũng khiến thượng úy Đàm Đình Bốp và đại úy Lê Kiên Cường bị thương nặng, thiếu tá Hoàng Trung và đại úy Nguyễn Đăng Nhân hy sinh. Đến đoạn đường cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã E Ca Tua khoảng 1 km, các đối tượng này chặn một xe tải chở vật liệu rồi yêu cầu tài xế lái xe chắn ngang đường. Chúng lao vào lán trại ven đường la hét, yêu cầu các công nhân thức dậy, nếu không sẽ bị giết. Anh Đặng Sang Siêu và một số công nhân bị bọn chúng kéo ra ngoài và dí súng vào trán. Chúng bắt mọi người đẩy máy cày, cối trộn bê tông ra giữa đường, dùng xăng tưới lên xe cộ, máy móc thi công đường rồi châm lửa đốt nhằm chặn xe công an đang truy đuổi. Ngay sau đó, ô tô của công an huyện tiến vào khu vực hiện trường. Nhưng khi cách điểm lán trại công nhân khoảng 300m, nhóm người bịt mặt và những người khác từ lô cà phê ùa ra nổ súng bắn về phía công an. Xả súng chống trả được một lúc, bọn chúng bắt 3 con tin rồi chạy vào rẫy cà phê vắng. 3 người bị bắt làm con tin gồm Y Dương Prong, 18 tuổi, Điểu Nguyên, 32 tuổi và Y Dưỡng Prong, 19 tuổi, cùng trú xã Hòa Hiệp, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 11 tháng 6, khi công an đồng loạt tấn công trấn áp, nhóm bắt cóc vùng chạy tán loạn nên Y Dương và anh Điểu Nguyên may mắn được giải cứu. Riêng anh Y Dưỡng Prong là người bị các nhóm bắt cóc kéo theo. Diễn biến tổng lực truy bắt. Nơi xảy ra vụ việc có địa hình khó khăn, hiểm trở nên việc tìm kiếm, truy bắt các đối tượng được thực hiện kỹ càng, quyết liệt. Nhiều xe chuyên dụng và chó nghiệp vụ được lực lượng chức năng sử dụng để thực hiện truy bắt. Cùng thời điểm, Bộ Công an cũng phát đi thông báo đề nghị người dân huyện Chư Quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở, các lực lượng chức năng. Ngày 11 tháng 6, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy Đắk Lắk, các mũi truy bắt gồm lực lượng của Bộ Công an và các lực lượng chức năng địa phương đã khép chặt vòng vây các đối tượng tại khu vực xã E Ninh. Tại huyện Chư Quynh, các xã được chỉ đạo trực 100% quân số, động viên người dân không ra khỏi nhà. Khi phát hiện đối tượng lạ mặt thì báo ngay cho chính quyền địa phương. Trưa ngày 11 tháng 6, lực lượng chức năng tập trung xét hỏi 6 nghi phạm vừa bị bắt giữ và truy bắt những người còn lại. Trong 6 đối tượng đã bị bắt, có 1 đối tượng ở thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai, 3 đối tượng ở huyện Krông Búc, 2 đối tượng ở huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Đến 16 giờ 30 phút chiều, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt 16 đối tượng. Ngày 12 tháng 6, lực lượng công an bắt giữ thêm nhóm nghi phạm tấn công 2 trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại Đắk Lắk. Tổng số nghi phạm bị bắt tính đến trưa ngày 12 tháng 6 là 26 người. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều vũ khí gồm dao, súng mà nhóm người này sử dụng để gây án. Chiều cùng ngày, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ thêm 1 nghi phạm. Tổng số nghi phạm liên quan vụ việc bị bắt giữ đến nay là 27 người. Hiện lực lượng chức năng đang quyết liệt truy bắt những người còn lại. Ngày 13 tháng 6, lực lượng công an đã truy bắt xuyên đêm và bắt được thêm 10 nghi phạm. Như vậy, tính đến 9 giờ sáng ngày 13 tháng 6, đã có 37 người trong nhóm tấn công 2 trụ sở Ủy ban Nhân dân xã bị bắt giữ. Cũng trong đêm có thêm 2 người ra đầu thú,
Tổng số nghi phạm bị bắt giữ và ra đầu thú đến nay là 39 người. Chiều ngày 13 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, trong ngày hôm nay, lực lượng truy bắt tiếp tục làm nhiệm vụ và bắt thêm được 6 nghi phạm. Tổng số nghi phạm bị bắt giữ và tự đầu thú là 45 người. Công an đang tập trung xét hỏi những nghi phạm bị bắt giữ và tiếp tục truy bắt những người còn lại. Sáng ngày 14 tháng 6, có thêm 1 nghi phạm ra tự thú. Như vậy đến nay, đã có 3 người tham gia vụ việc ra tự thú để hưởng khoan hồng. Tổng số bị bắt giữ và tự thú đến sáng ngày 14 tháng 6 là 46 nghi phạm. Ngày 15 tháng 6, sau 5 ngày truy quét quyết liệt, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm cầm đầu nhóm tấn công 2 trụ sở Ủy ban nhân dân xã ở huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả điều tra ban đầu xác định nghi phạm Itho Ayun, tên thường gọi là Amakaru, 35 tuổi, thường trú tại buôn Ayun, xã Chư Bân, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, là một trong những người cầm đầu nhóm tấn công 2 trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Chiều tối ngày 15 tháng 6, thông tin từ công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bàn giao 3 công dân cho xã Hoa Hiệp, huyện Chư Quynh, chính quyền xã đưa về cho gia đình. 3 công dân này là những người bị nhóm tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã E Tiêu và E Ca Tua bắt cóc vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 để làm con tin. Ngày 16 tháng 6, theo báo Khmer Times của Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã yêu cầu các lực lượng vũ trang của nước này ở khu vực ven biên giới Việt Nam-Campuchia kiểm tra kỹ lưỡng các làng mạc, phát hiện các đối tượng tình nghi liên quan đến vụ tấn công trụ sở 2 xã ở tỉnh Đắk Lắk của Việt Nam lẫn trốn sang Campuchia. Những lời khai rùng rợn. Qua lấy lời khai ban đầu, các nghi phạm khai nhận được chỉ đạo nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn. Để thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng, tấn công vào 2 trụ sở Ủy ban nhân dân xã ở Đắk Lắk, nhóm nghi phạm đã bàn, phân công và đưa vũ khí cho từng người. Súng, dao, bom xăng, lựu đạn là những hung khí mà các nghi phạm đã sử dụng để thực hiện hành vi giết người đối với cán bộ và người dân. Tôi đi tuyên truyền trong buôn, những người thì tôi tin tưởng là tôi mới tuyên truyền, còn người mà tôi không tin tưởng là tôi không tuyên truyền. Tôi lấy súng, chúng tôi bắn, với là lấy cái bom xăng tự chế ném về đó. Thấy người chỗ nào có người ở thì chúng tôi phải bắn hết. Trong cuộc họp rồi thống nhất ở đó rồi xong xác định ông chủ mưu, ông đứng đầu là nói là cái tay người là giết, tham gia vụ việc này là dụ dỗ để theo hành vi của mấy ông dụ dỗ cầm đầu. Hẹn cho mình là để cho mình cuộc sống rất là ấm no và giàu sang. Tới ngày 3 sim rồi người cầm đầu vào đứng ở đây canh giữ ở đây, nếu mà người dân không làm theo ý mình là đâm. Mất mát, thương đau. Tai họa bất ngờ để lại nỗi đau lớn cho gia đình và sự tiếc thương của người thân, đồng đội các liệt sĩ. Trong tang thương, những ngày qua, các gia đình cũng được tiếp hơi ấm bởi luôn có đồng đội, người dân sát cánh. Biết hoàn cảnh gia đình các chiến sĩ gặp khó khăn, nhiều người cũng đã đứng ra vận động hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 6 liệt sĩ là những cán bộ chiến sĩ hy sinh trong vụ nhóm nghi phạm tấn công 2 trụ sở Ủy ban nhân dân xã tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Phó Thủ tướng dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, động viên gia đình các nạn nhân và yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk quan tâm, hỗ trợ về đời sống, tinh thần đối với gia đình các nạn nhân. Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng có mặt tại Đắk Lắk để chia sẻ những mất mát của gia đình trong vụ 2 trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho 4 cán bộ công an huyện Chư Quynh đã hy sinh, hỗ trợ chính sách đối với gia đình 4 cán bộ công an hy sinh và 2 cán bộ công an bị thương. Ngày 13 tháng 6, bác sĩ Trịnh Hồng Nhật, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận sức khỏe của 2 cán bộ công an xã Ekatur đã tạm ổn định và đang hồi phục.
hai cán bộ là Thượng úy Đàm Đình Bốt, sinh năm 1993, Phó trưởng Công an xã Ea Cà Tua, và Đại úy Lê Kiên Cường, sinh năm 1988, cán bộ Công an xã Ea Cà Tua, bị thương trong vụ dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Cà Tua. Ngày 14 tháng 6, đại diện báo Tuổi Trẻ đã trao giải thưởng Bạn đồng hành quanh tôi của báo cho 5 cán bộ công an hy sinh, bị thương. Trở lại Ea Cà Tua, 3 ngày sau khi xảy ra sự việc, người dân xã đã quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Dọc tuyến đường nối trung tâm xã về các thôn, buôn, cuộc sống đã trở lại bình thường. Hành động tàn bạo của nhóm đối tượng tấn công bằng súng, dao vào trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã Ea Tiêu và Ea Cà Tua đã khiến lòng dân ở huyện Chư Quyên căm phẫn. Để các thôn, buôn tại hai xã Ea Tiêu, Ea Cà Tua sớm trở lại bình yên, ổn định cuộc sống, các lực lượng chức năng của tỉnh, chính quyền huyện, xã đã túc trực ngày đêm, nỗ lực truy quét, bắt giữ các đối tượng gây rối. Ngày 15 tháng 6, hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã bị tấn công tại Đắk Lắk đang được gấp rút sửa chữa để sớm đi vào hoạt động trở lại. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cà Tua, huyện Chư Quynh bố trí hai phòng tạm làm nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho người dân. Vụ tấn công đã và đang gây bức xúc, căm phẫn trong quần chúng nhân dân. Sự tàn ác sẽ bị trừng trị, người dân sẽ cảnh tỉnh trước những âm mưu của các thế lực thù địch.